Hello nha, chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Hôm nay mình sẽ show cho anh em cái kết quả cái tút kháng bếp hôm trước. Mình có làm cái video phần 1 rồi là kháng bếp bằng cái con bia đai 273 đúng không nhỉ? Thì cái cách đấy nó không về. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái video show kết quả cái tút thứ hai. Thì cái video hôm trước là cái video này anh em nhé, là cái video mình chia sẻ cái tút kháng nghị bếp bị vôi quảng cáo cho anh em có hai cách. Thì cái cách số 1 đây là bằng cái con bia đoạn này, là con bia này, con bia đai 273 này, sáng mới này. Cái thứ hai là mình rồi nhỉ, cái thứ hai đây, cái số 1 là cái số 2 nhỉ. Em chờ một chút để tìm lại xem nào. Đây. Đấy. Thì đây là cái tút số 2. Đấy, anh em nhé. Tút số 2 như này. Đây, kháng nghị anh em chú ý đây, kháng nghị vào con này này. Đây, anh em nhìn này. Đây, kháng nghị vào con này nhé. Thì nó là đây, nó là con này, đây, nó là con Facebook này anh em ạ, nó là con Facebook này. Thì cái cách kháng nghị này là cái cách số 2. Thì cách này làm như nào? Thứ nhất là chúng ta cần, ở đây mình sẽ ghi cho anh em tài liệu đi. Bước thứ nhất, đây, cách kháng bếp. Đấy. Bước 1 xe pet cần kháng cho một con bia đã xác minh danh tính đăng nhập trên IP của Mỹ. Đấy, lưu ý cái này các bạn có thể sử dụng bia US là chuẩn nhất, còn không anh em có thể sử dụng các bia khác, ví dụ như bia Phi. Cái con của mình làm trong clip là con bia Phi. Được. Cái thứ hai, bước 2, xóa toàn bộ quản trị viên biên tập viên cũ đi, chỉ để lại con bia xác minh danh tính, đúng không ạ? Bước số 3, đấy, bước 3, xóa toàn bộ bài quảng cáo trên fanpage. Đấy, xóa toàn bộ những bài quảng cáo trên fanpage. Và bước số 4 là kháng nghị. Bước số 5, chờ 5 ngày có thành hơn có kết quả. Đấy, thì đây là toàn bộ cái tút để cho anh em khám bếp thì cái kết quả như nào đây anh em nhé. Mình sẽ vào chất lượng tài khoản quảng cáo anh em xem chất lượng tài khoản quảng cáo. Ở đây mình đang đăng nhập trên con VBS Mỹ anh em chú ý này. Đây của con VBS IP của Mỹ đây nha. Mình đăng nhập cái con này trên VBS của Mỹ này. Đấy, em theo địa chỉ của Mỹ này. Đấy, 90% rồi. Đấy, cái con bếp mình kháng hôm trước này, con bếp này anh em nhé, anh em hôm trước mình kháng này, con bếp này đã xác minh danh tính này, bia đã xác minh danh tính này, bếp này. Đấy, bếp cái đêm là bếp của mình bị hạn chế anh em thấy không, và nó đã về đây. Đấy, đã giải quyết này, thấy không? Đã về kháng nghị ngày 14 tháng 8 thì hôm nay là ngày 19. Hôm nay là ngày 19. Thì nó sẽ về, nó đã về. Đấy, thì ở bên này, đây anh em nhé, đúng cái page này, đấy, bị hạn chế anh em nhìn chưa? Thì cái cách khám page nó là như vậy. Cũng có năm cái bước này. Quan trọng ở đây theo mình quan trọng nhất đó chính là cái bước xóa bài quảng cáo. Đấy, xóa toàn bộ những bài quảng cáo ở trên fanpage là một. Cái thứ hai là xóa toàn bộ cái quản trị viên và biên tập viên. Thực ra ở đây hình như là chúng ta sẽ xóa những cái con VHS ở trên cái fanpage đấy thôi.
thì như vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ kháng nghị cái bết nó về rất là cao. Ok, thì đây là một mẹo nhỏ, trích nhỏ cho anh em thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.